lượng tiêu thụ. Nếu mà so sánh với cái lượng khí CO2 đó thì chúng ta thấy là nó không hề tương đồng đúng không ạ? Nó chỉ giống về xu hướng thôi, tức là lượng tiêu thụ mà nhiều thì lượng khí thải CO2 cũng nhiều theo, tức là tỷ lệ thuận. Nhưng mà cái mức độ chênh lệch đó thì lại rất là nhiều, rất là nhiều. Chúng ta gây ô nhiễm một nhưng mà mức độ ô nhiễm sẽ gấp nhiều lần so với cái lượng khí thải chúng ta tạo ra. Đó thì nói như vậy để chúng ta phải rất là cân nhắc khi mà chúng ta sử dụng các cái loại năng lượng hóa thạch trong quá trình sản xuất cũng như sinh hoạt. Rồi, một xu hướng nữa ở trên thế giới, đó là thế giới hiện nay người ta đang xây dựng và phát triển các cái thành phố thông minh. Thì cái này hồi nãy tôi đã nói rồi, đây là một trong những xu hướng đang phổ biến ở các nước phát triển, các thầy cô nha. Thì mỗi một nước người ta sẽ có những cái mô hình đô thị thông minh khác nhau. Tôi nói ví dụ như Singapore là thành phố thông minh nhất thế giới, thì biểu hiện đó là chính phủ thông minh này, công nghệ thông tin, mạng lưới dữ liệu này, mạng lưới vận tải và chuyên chở thông minh này, đúng không ạ? Ví dụ người ta có cái taxi không người lái này, rồi các cái hệ thống giao thông tự động hoàn toàn không có người lái luôn, gọi là sự phương tiện giao thông tự hành đấy thầy cô, nhưng mà nó an toàn tuyệt đối thầy cô nhé. Hay là ở Hàn Quốc thì là công nghệ hiện đại nhất trong cái lĩnh vực là dịch vụ công, hay là giao thông thông minh, hoặc là dự án Smart City. Rồi ở London, Anh thì là dịch vụ công cộng hỗ trợ sử dụng công nghệ và dữ liệu thông tin, rồi kết nối mạng bằng hệ thống cáp quang, rồi triển khai dịch vụ Internet 4G, rồi hỗ trợ chính quyền thành phố thử nghiệm dịch vụ Internet 5G, vân vân. Thì mỗi một quốc gia nó có những cái chương trình, những cái kế hoạch riêng trong việc là xây dựng đô thị thông minh. Và rất là ngạc nhiên thì cô thấy trong danh sách này có Indonesia, người ta cũng đang có cái chiến lược đó là coi công nghệ là chìa khóa phát triển. Tuy nhiên thì do cái tiềm lực của Indonesia nó không giống như các nước phát triển mà tôi vừa nêu, cho nên thầy cô thấy là người ta sẽ phải tiến hành xây dựng đô thị thông minh đó, theo 3 giai đoạn, tức là không ngay lập tức làm được đúng không ạ? Trong đó giai đoạn 2015-2025 đó là cung cấp dịch vụ công cộng cơ bản, 2025-2035 sẽ là phát triển thành phố xanh, 2035-2045 sẽ là phát triển các thành phố thông minh, tức là người ta sẽ cuốn chiếu xây dựng lần lần từng bước một cái gọi là đô thị thông minh. Theo đó thì dịch vụ trực tuyến và công nghệ thông tin truyền thông đó chính là gọi là trái tim của các cái đô thị thông minh của Indonesia trong tương lai. Đó thì đây là cái xu hướng tất yếu thầy cô nhé. Đô thị thông minh nó sẽ giải quyết được cả hai vấn đề, đó là nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân đô thị, và cái thứ hai là giải quyết luôn những cái mặt trái do các đô thị có thể mang lại. Đây là cái xu hướng. Thế còn những cái thông tin về đô thị thông minh thì tôi xin phép không trình bày. Các thầy cô có thể dễ dàng tìm thấy các cái thông tin này ở trên mạng internet thầy cô nhé. Người ta nói rất nhiều về đô thị thông minh. Thầy cô có thể tham khảo trước và sau đó để hướng dẫn học sinh tự tìm hiểu thông qua những cái hoạt động mà các thầy tôi có tổ chức cho các em. Ví dụ như là dạy học hợp tác hay là dạy học mà dự án hay gì đó thì cái này tùy của thầy cô, nhưng mà thông tin thì rất là nhiều. Rồi nội dung cuối cùng tôi xin phép được trình bày đó là đô thị hóa ở Việt Nam, đô thị và phát triển vùng. Thì ở nội dung này đó cái yêu cầu cần đạt đối với em học sinh đó là em phải nêu được tác động của đô thị hóa đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Và thầy cô thấy là tác động của đô thị hóa đó, thì nó sẽ tác động ở cả hai mặt đúng không ạ? Nó là tác động tích cực và tác động tiêu cực. Đặc biệt đối với Việt Nam thì cả hai mặt này đều bộc lộ rất là rõ. Chúng ta không nhìn nhận đô thị hóa chỉ tác động tích cực hay là đô thị hóa chỉ làm cho kinh tế xã hội đi xuống. Không phải như vậy. Đô thị hóa hiện nay được thể hiện ở Việt Nam ở cả hai mặt luôn. À, đây chính là cái yêu cầu cần đạt trong chương trình giáo dục phổ thông mới mà tôi đã nêu ở đầu giờ. Thế thì chúng ta xem lại một lần nữa cái xu hướng đô thị hóa ở trên thế giới và so sánh với Việt Nam chúng ta, thì chúng ta thấy là nước phát triển là đô thị hóa trên cơ sở là mở rộng phát triển các cái thành phố mới đúng không ạ, có quy mô nhỏ, trong khi nước đang phát triển thì đơn giản chỉ là mở rộng đô thị cũ thôi.
thì Việt Nam chúng ta đó cơ bản vẫn là theo kiểu số 2. Theo kiểu số 2 đó là đô thị hóa do tăng quy mô đô thị cũ. Thầy cô ha, hầu hết chúng ta vẫn là theo kiểu 2. Tất nhiên là chúng ta cũng sẽ cố gắng điều chỉnh để mà tiệm cận với cái xu hướng đô thị trên thế giới. Đó là chúng ta xây dựng đô thị vệ tinh. Chẳng hạn vừa rồi chúng ta có thành phố Thủ Đức đấy các thầy cô. Thành phố Thủ Đức. Và dự kiến thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ có cái đô thị phía Bắc, đô thị phía Tây và đô thị phía Nam nữa. Và rộng hơn nữa chúng ta sẽ xây dựng các cái đô thị vệ tinh ở trong vùng Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, ở những cái địa phương lân cận chẳng hạn như là ở Tây Ninh, ở Bình Dương, ở Bà Rịa Vũng Tàu, ở Đồng Nai, rồi ở Tiền Giang, ở Long An đó, vừa để giảm áp lực cho thành phố Hồ Chí Minh đã đang rất là quá tải rồi, và vừa tạo ra được cái thế liên kết trong việc phát triển đô thị dọc các cái hành lang kinh tế cũng như là dọc các cái hành lang giao thông. Đó, thế thì trong tương lai thì chúng ta hình dung là chúng ta sẽ có cái mạng lưới đô thị kiểu như vậy, nhưng mà trong hiện tại thì chúng ta vẫn là theo kiểu số 2 các thầy cô nhá. Đó, xu hướng chính vẫn là theo kiểu kiểu số 2, tức là đô thị bằng cách là mở rộng quy mô đô thị cũ. Thì với cái cách đô thị như thế thì đô thị hóa ở Việt Nam đó chủ yếu là nền mở rộng nền tảng đô thị cũ và đưa các cái làng xã trở thành đô thị một cách nhanh chóng. Rất nhanh chóng. Sắp tới đây chúng ta sẽ tuần tự đưa Hóc Môn lên này, Hóc Môn lên quận này, rồi đưa Bình Chánh lên quận này, đưa Nhà Bè lên quận, rồi đưa Củ Chi và đưa Cần Giờ lên hoặc là lên quận hoặc là lên thành phố. Đúng không ạ? Cái cách thức vẫn là như thế. Tuy nhiên thì ở Việt Nam thì có rất nhiều các cái khu vực đó là chưa đáp ứng đủ cái điều kiện cơ sở hạ tầng cũng như là cái mức độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, và người dân cũng chưa sẵn sàng với cái việc này. Ở rất nhiều khu vực thì lối sống của người dân vẫn theo kiểu là nông thôn, cho nên cũng có nhiều những cái xung đột các thầy cô nhé, nhiều những cái xung đột khi mà chúng ta chuyển đổi từ một cái khu vực nông thôn sang khu vực đô thị. Tôi nói ví dụ như là ở rất nhiều vùng nông thôn thì cô thấy là khi mà đô thị hóa thì người dân sẽ do nhà nước xây dựng đường xá rồi nhà máy rồi xí nghiệp rồi các cái khu đô thị vân vân, thì người ta sẽ đền bù cho nông dân một khoản tiền đúng không ạ, hoặc là bản thân người dân nếu mà không bị đền bù thì cái đất của người ta cũng sẽ tăng giá rất là nhanh, thì người ta sẽ có xu hướng bán đi và chia cho con cái đấy các thầy cô. Thế thì vì người ta chưa có những cái kỹ năng cần thiết, những cái sự chuẩn bị cần thiết, cho nên là khi mà có tiền trong tay đó thì có rất nhiều cái đối tượng thanh thiếu niên đó có khi vì có tiền mà lại trở nên hư hỏng các thầy cô nhé, trở nên không muốn làm ăn, không muốn học hành gì cả đó, thì đây chính là những cái sự gọi là không chuẩn bị đấy các thầy cô, không có kỹ năng, không có cái sự hiểu biết cần thiết để mà giáo dục con cái trong cái việc sử dụng đồng tiền, và bản thân người dân cũng không biết sử dụng đồng tiền sao cho hiệu quả, cho nên là rất nhanh chóng cái số tiền đó là mất mất đi đúng không ạ, và người dân cũng không tạo được sự sinh kế cho mình, bởi vì trong tương lai rất là gần thì chúng ta người dân nông thôn ở đây là mất đất không còn đất để canh tác nữa, thì người ta không có kỹ năng để nghĩ ra một cái sinh kế gì mới để tiếp tục có tiền để duy trì cái việc sản xuất và sinh sống của bản thân cũng như của con em mình. Thì đó chính là những cái ta gọi là gì ạ, lối sống đó chưa theo kịp với cái văn minh đô thị đấy, cho nên là nó có những cái bất cập khi mà quá trình đô thị hóa diễn ra, và đô thị đã trở thành cái giấc mơ của nhiều người dân, thúc đẩy di cư lớn và hình thành một cái tư duy nguy hiểm, đó là người ta cho rằng đô thị là cái nơi để khai thác, tức là đến để tìm kiếm cơ hội việc làm, cơ hội thu nhập tốt hơn, chứ người ta không không có cái tâm lý đó là đến để mà phát triển kinh tế xã hội cho cái đô thị, cái chính vì thế mà chúng ta thấy là người ta đến, người ta vì là đến để khai thác đấy các thầy cô, cho nên cũng không có cái ý định là xây dựng bảo vệ nâng cấp cho cái nơi mới mà người ta
sinh sống, đúng không ạ? Cái sự gắn kết cộng đồng cũng như là cái sự liên kết kinh tế đó, ở cái khu vực mới là rất hạn chế. Ai cũng chỉ lo cho cái nồi cơm của mình thôi. Người ta gọi là cái quan niệm đô thị là nơi để khai thác, tìm kiếm cơ hội chứ không phải nơi để đầu tư khai thác. Đó, đến để kiếm tiền gửi về quê chứ không phải mang tiền ở quê đến đô thị để mà đầu tư sản xuất cái gì ở đô thị cả. Rồi, quá trình đô thị hóa nước ta thì diễn ra trong cái bối cảnh khó khăn về nguồn lực đầu tư, trong khi thì cái áp lực do dân cư tăng nhanh đó lại rất là lớn, cho nên trong rất nhiều trường hợp thì ở các đô thị người ta đã phải dành cái khoản tiền ngân sách ít ỏi đó để xây dựng các cái công trình dân sinh hoặc là công cộng để phục vụ cho cái đối tượng là dân nhập cư, thay cho cái việc là đầu tư phát triển kinh tế, đúng không ạ? Cho nên hồi nãy tôi nói là người ta đã phải gác lại những cái kế hoạch phát triển kinh tế để mà xây dựng trường học này, xây dựng bệnh viện này, xây dựng đường xá này, xây dựng các cái công trình phục vụ cho cái người dân mới đến đấy các thầy cô, đúng không ạ? Cho nên đương nhiên là những cái mục tiêu kinh tế sẽ không thực hiện ngay được. Đây chính là cái cản trở đấy các thầy cô, cản trở của người dân nhập cư đối với các cái đô thị đó. Hệ quả đó là không gian chung đô thị thì chưa được quan tâm, phát triển và định hướng quản lý một cách thỏa đáng. Chưa hình thành được nhận thức chung trong cộng đồng về trách nhiệm giữ gìn cảnh quan, không gian chung đô thị để hình thành văn hóa văn minh đô thị, tạo ra các cái giá trị kinh tế đô thị gia tăng. Cái thầy cô dễ dàng nhận bắt gặp cái hình ảnh đó là một cái người chạy xe Grab chẳng hạn, hay là một người bán hàng rong chẳng hạn, người ta có thể phóng uế rất là bừa bãi ở trên đường, đúng không ạ? Đó. Nó do là cái điều kiện đấy các thầy cô, cái điều kiện sống cũng như là cái mức độ đáp ứng của địa phương đó chưa kịp thời, cho nên cũng chẳng có nhà vệ sinh công cộng để có thể đáp ứng ngay lập tức những cái nhu cầu rất là bức thiết đó của người dân. Người ta phóng uế bừa bãi, người ta sẽ góp phần làm cho cái môi trường sống ở đô thị nó càng ngày càng trở nên xấu đi, hay là những cái nơi công cộng như công viên này kia, hoặc là những cái gầm cầu đáng lẽ là dùng cho việc sinh hoạt công cộng cho cư dân thì lại là cái nơi cư trú của những cái người, những cái thành phần mà lang thang đấy các thầy cô, lang thang cơ nhỡ, những cái thành phần mà tệ nạn xã hội đó. Rồi, một cái vấn đề nữa ở Việt Nam đó là thầy cô nhìn ở trên cái infographic này bên trái, chúng ta thấy từ năm 2000 đến 2020 thì cái tốc độ mở rộng đô thị của Việt Nam đã tăng 2,8% trên một năm, và với con số này thì chúng ta được thế giới đánh giá là một trong những cái nước có tỷ lệ tăng dân số thành thị đó nhanh nhất khu vực châu Á Thái Bình Dương luôn. Và hệ quả đó là cái mật độ nhân khẩu đó ở các đô thị càng ngày càng tăng. Bình quân năm 2010 là 1920 người trên 1 km². Các thầy cô ha. Gần 2000 người. Và kéo theo đó là tỷ lệ thất nghiệp. Tỷ lệ thất nghiệp năm 2010 thì thất nghiệp là 4,43%. Trong đó thì khu vực nông thôn là 2,27% và khu vực thành thị là 4,43%. Thế còn bình quân cả nước là 2,88%. Đây là những cái con số rất là nan giải luôn, rất nan giải. Và như hồi nãy tôi nói đó, thất nghiệp thì nó sẽ sinh ra rất là nhiều chuyện tiêu cực các thầy cô ạ. Rồi đến năm 2015 thì cái mức độ thất nghiệp nó có giảm đi một chút nhưng mà cũng vẫn còn rất là cao thầy cô nhé. Đặc biệt là khu vực đô thị thì vẫn còn 3,29% dân số là thất nghiệp, sẽ gây ra những cái hệ lụy về mặt xã hội rất là lớn và nó cản trở sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Rồi, nhưng mà dù vậy thì quá trình đô thị hóa vẫn diễn ra rất nhanh, mặc dù là thành phố thất nghiệp nhiều cái này cô nhá, nhưng mà đô thị hóa vẫn tiếp tục diễn ra rất nhanh như cái infographic này. Bởi vì thực ra thì đô thị nó vẫn có những cái tác động tích cực của nó, đúng không ạ?
đối với việc phát triển kinh tế, cho nên người ta vẫn tìm đến thôi ạ. Dù sao thì ở đô thị thì chất lượng sống nó vẫn còn tốt hơn nông thôn, người ta vẫn tìm cách người ta đến đô thị. Rồi, cái tác động của quá trình đô thị hóa đến tăng trưởng và phát triển chuyển dịch cơ cấu kinh tế đó thể hiện đó là đô thị hóa thì tạo ra cơ sở hạ tầng tốt. Thì cô thấy là giao thông nông thôn, giao đô thị rồi là điện nước rồi cái hệ thống phân phối hàng hóa vân vân, tất cả mọi thứ ở đô thị nó đều đang diễn biến theo xu hướng là tích cực dần lên nữa ạ. Tốt dần lên, thì đây là cái biểu hiện thứ nhất của quá trình đô thị hóa. Thứ hai đó là đô thị hóa mở rộng thị trường tiêu thụ. Trong đó thì có một cái vai trò rất quan trọng đó là đô thị sẽ tiêu thụ hàng hóa cho khu vực nông thôn. Rồi đô thị hóa tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng cao và số lượng đông. Thì đó là những cái tác động rất tích cực của đô thị hóa ở Việt Nam chúng ta. Thứ nữa đó là kinh tế đô thị thì thầy cô thấy là có cơ cấu rất là đa dạng và phần lớn là các ngành phi nông nghiệp, tức là công nghiệp và dịch vụ đúng không ạ, với cái giá trị gia tăng đó, cái thu nhập đó là tốt hơn nhiều so với nông thôn, và đây cũng là cái nơi mà nó tận dụng, nó phát huy một cách tối đa chất xám của người lao động cũng như ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất và năng cái tính năng động nó rất là cao, cho nên là nó vẫn luôn thu hút cái nguồn lao động rất là đông từ các địa phương đến đây để làm việc, sinh sống. Tiếp nữa đó là sự phát triển của kinh tế đô thị thì gắn liền với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo cái hướng đó là giảm vai trò của khu vực 1 và tăng vai trò của khu vực 2 và 3. Đúng không ạ? Ở đây thì hai khu vực 2 và 3 phát triển rất là nhanh, cho nên khu vực 1 sẽ càng lúc càng càng mờ nhạt dần đi. Ví dụ sắp tới đây chúng ta chuyển tất cả các huyện lên quận ấy, thì cô thấy là cái tỷ lệ người dân mà sống ở nông thôn cũng như là những người dân mà làm nông nghiệp sẽ càng ngày càng rất là ít đúng không? Thay vào đó là khu vực công nghiệp và dịch vụ, cái đấy là cái cơ cấu kinh tế tiến bộ đấy các thầy cô. Rồi tiếp nữa là về GDP thì xu hướng các đô thị là GDP của chúng ta sẽ tăng chủ yếu là do sự đóng góp của khu vực công nghiệp và dịch vụ. Đương nhiên cái giá tăng của khu vực này nó sẽ cao hơn rất nhiều so với khu vực nông nghiệp đúng không ạ? Do đó thì cái lực lượng lao động khu vực nông nghiệp cũng sẽ chuyển sang khu vực công nghiệp và dịch vụ để làm việc, để có cái thu nhập tốt hơn, phát huy được cái năng lực của mình cao hơn. Và chuyển dịch cơ cấu kinh tế này thì nó sẽ diễn ra không chỉ theo ngành mà còn theo lãnh thổ nữa. Hôm nay tôi nói rồi các huyện rồi sau này cũng sẽ chuyển biến theo cái hướng là chuyển khu vực nông nghiệp sang khu vực công nghiệp dịch vụ, và toàn bộ khu vực các huyện đó cũng sẽ biến thành cái gì ạ? Cái khu vực công nghiệp và dịch vụ luôn, biến thành các đô thị. Tác động tích cực nữa đó là gia tăng các điều kiện nâng cao trình độ khoa học công nghệ, cái này đương nhiên tôi không nói thêm. Rồi trình độ quản lý và quan hệ kinh tế cũng diễn biến theo hướng tích cực khi quá trình đô thị hóa diễn ra và đặc biệt thành thị trường lớn đối thì nông thôn miền đông chúng ta là có thể nói cũng không không ngoa đâu. Ngoài những cái sản phẩm mà người ta hợp đồng trước với các cái đối tác nước ngoài thì phần lớn các loại nông sản còn lại là tiêu thụ ở thị trường thành phố Hồ Chí Minh thì cô nha, rồi tạo được nguồn vốn lớn cho việc phát triển kinh tế, đặc biệt là hỗ trợ nông thôn, cái này tôi nói ở đầu giờ rồi đúng không ạ, tam nông này rồi tứ hóa nông nghiệp này rồi liên kết bốn nhà này, thì tất cả những cái đó đều
đều nhờ sự hỗ trợ của các đô thị mà vùng nông thôn có thể thực hiện được. Rồi thứ hai, cái tác động tích cực của đô thị hóa đến dân cư và lao động, đó là những cái đặc trưng về dân số đó, nó sẽ thay đổi do lực lượng nhập cư cũng như tác động của môi trường sống và sinh hoạt đặc thù đô thị. Và những cái sự thay đổi này là đều theo hướng tích cực các thầy cô nhé. Ví dụ người dân người ta sẽ sinh ít đi này, ta sinh ít đi, và cái việc mà nuôi dạy con cái nó cũng sẽ tốt dần lên. Cái quan niệm về sinh con trai con gái đó nó cũng sẽ tiến bộ hơn rất nhiều, không có sự phân biệt ở đây nữa. Đấy là những cái tín hiệu tốt do quá trình đô thị hóa. Rồi lực lượng lao động thì tăng nhanh và có sự chuyển dịch trong các ngành kinh tế theo hướng là chuyển từ khu vực nông nghiệp sang khu vực công nghiệp dịch vụ. Khi cái quá trình đô thị hóa vào giai đoạn cuối đó thì đa phần lao động sẽ tập trung trong ngành dịch vụ, giống như các nước phát triển đấy các thầy cô. Đấy, vào những năm 40 của thế kỷ này đó, khi chúng ta thực hiện xong cái quá trình công nghiệp hóa, đúng không ạ? Chúng ta trở thành một nước công nghiệp thì cái tỷ trọng đóng góp của khu vực dịch vụ cũng sẽ cao, giống như các nước phát triển mà tôi trình bày ở đầu giờ. Tác động tích cực thứ ba đó là tác động của quá trình đô thị hóa đến cơ sở hạ tầng. Thì thưa với các thầy cô là ở cái khía cạnh này đó thì đô thị hóa nó sẽ tác động cả tích cực và tiêu cực thầy cô nha. Chẳng hạn như về giao thông đô thị này thì đô thị hóa sẽ làm thúc đẩy mở rộng hệ thống giao thông nối nông thôn với đô thị, giữa các thành thị với nhau, làm giảm cái khoảng cách phân hóa giữa các vùng. Và đồng thời là đô thị hóa cũng sẽ giúp phát triển giao thông quốc tế. Ví dụ việc chúng ta xây dựng một loạt các cái đường cao tốc này, sắp tới đây sẽ những cái việc này chúng ta sẽ thực hiện các thầy cô. Rồi chúng ta làm những cái đường xe lửa này, đường xe lửa chạy dọc Đông Tây, đúng không ạ? Ở phía nam thành phố đó, rồi kết nối với Tiền Giang với Long An luôn, một loạt các cái tuyến cao tốc. Rồi chúng ta xây dựng một loạt các cái cảng ở địa phận của tỉnh Tiền Giang, kết nối với các cảng của thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu. Rồi chúng ta xây dựng sân bay Long Thành, đúng không ạ? Rồi chúng ta phát triển cái hệ thống thông tin liên lạc, đúng không ạ? Mạng Internet 5G. Thì đây chính là những cái tác động do đô thị hóa mang lại, làm cho cái quá trình phát triển giao thông quốc tế đó là càng lúc càng được đẩy nhanh. Rồi phát triển mạng lưới thông tin, rồi tình trạng tắc nghẽn giao thông, tai nạn giao thông, môi trường ô nhiễm cũng không vì những cái cố gắng mà tôi vừa trình bày mà nó được giảm đi các thầy cô nha. Bởi vì nếu như thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục gia tăng dân số và cái hạ tầng đó, hạ tầng trong nội đô chúng ta chưa cải thiện kịp, chúng ta chưa xây dựng kịp, thì đương nhiên cái tình trạng tắc nghẽn này cũng sẽ vẫn còn tiếp tục thôi, đúng không ạ? Bởi vì thực ra là thành phố Hồ Chí Minh bây giờ phát triển nó tới ngưỡng là tới ngưỡng không thể đông hơn được nữa các thầy cô. Rồi thứ ba đó là vấn đề nhà ở. Thì cái tình trạng nhà ở thiếu, rồi nhà ở không bảo đảm chất lượng, thậm chí là không bảo đảm những cái tiêu chuẩn tối thiểu để phục vụ cho cuộc người đó, nó vẫn còn sẽ tiếp diễn. Nhà ở phát triển tự phát không theo quy hoạch cũng vẫn sẽ tiếp diễn các thầy cô. Chúng ta chưa thể giải quyết ngay được những cái này, nó nhiều vấn đề khác nhau. Thứ tư đó là tác động của đô thị hóa đến vấn đề môi trường. Thì địa hình bề mặt là bị biến dạng do các hoạt động xây dựng, nhiều diện tích mặt nước là biến mất. Thành phố này thì cô thấy bây giờ là các cái mương, các cái kênh dẫn nước đó là gần như là còn rất là ít, đúng không ạ? Rất là ít luôn. Ở các cái gọi quận huyện hồi trước tôi thấy nhiều lắm đó thầy cô, cách đây khoảng 20 năm đó, thì quá nhiều luôn. Đi một 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 hai cây số lại có một cái kênh nước dẫn qua, có một cái cầu. Thì bây giờ là người ta bê tông hóa hết rồi, đúng không ạ? Rồi hệ thống số thấm nước giảm thấp do tình trạng bê tông hóa. Những cái vùng mà cây xanh hay diện tích mặt nước là người ta xóa dần đi để biến thành những cái công trình khác. Rồi tình trạng ô nhiễm không khí thì càng ngày càng nghiêm trọng. Càng ngày càng nghiêm trọng chứ không phải là chúng ta giải quyết được đâu các thầy cô. Rồi, đây là một cái infographic nữa về 6 vấn đề môi trường đô thị ở Việt Nam hiện nay. Một là ô nhiễm bụi. Ô nhiễm bụi thì càng lúc càng tăng.
nhất là những cái đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Những cái con số rất là đáng suy nghĩ, chẳng hạn như là 20% số ngày trong năm là có nồng độ bụi PM10 và PM2,5 vượt qua cái quy chuẩn Việt Nam. Nó rất là nguy hiểm đúng không ạ? Nó tức là nó ở mức độ là tổn hại đến sức khỏe luôn đấy ạ. Và thứ hai là ô nhiễm nước tại các cái sông hồ, tình trạng càng ngày càng trở nên phức tạp luôn. Thì các dòng sông chính là cái nơi phải nhận hầu hết các cái loại chất thải nông nghiệp, chất thải từ các ống khói nhà máy công nghiệp, rồi chất thải sinh hoạt là đều đổ ra các sông các thầy cô, cho nên ô nhiễm rất là nghiêm trọng. Và bây giờ thì hiện nay chúng ta vẫn dùng cái nước mặt để xử lý và cấp nước lại cho nhu cầu sinh hoạt của con người các thầy cô ạ. Cho nên chúng ta thấy là cái chất lượng nước sinh hoạt đó nó cũng theo đó mà nó không thể bảo đảm chất lượng được. Rồi tình trạng úng ngập đô thị mở rộng và gia tăng. Cái này ở Sài Gòn các thầy cô thấy là nó quá là phổ biến luôn đúng không ạ? Rồi tình trạng suy giảm mương nước ngầm và xâm nhập mặn cũng thế. Những cái địa phương ở vùng Nam Bộ này, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh với cái nền địa hình nó thấp đấy các thầy cô. Cho nên chúng ta cũng sẽ phải hứng chịu cái tình trạng xâm nhập mặn này đó, nghiêm trọng hơn các vùng khác. Rồi tình trạng thu gom xử lý chất thải rắn còn rất là hậu. Hiện nay có 85% rác thải được thu gom, trong đó 58% là chôn lấp. Đây là kiểu xử lý vô cùng lạc hậu các thầy cô ha, vô cùng lạc hậu luôn, bởi vì nó chiếm rất nhiều diện tích và nó gây ô nhiễm từ cái rỉ rác đó là vô cùng nghiêm trọng. Đó, gây ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất, ô nhiễm nước luôn. Rồi một cái nữa đó là thách thức trong quy hoạch bền vững. Thì chúng ta chưa kiểm soát chặt chẽ tốc độ phát triển đô thị, hạ tầng thấp, rồi không đồng bộ và quá tải, gây lãng phí tài nguyên và phát thải lớn, thách thức cho cái sự biến đổi khí hậu. Thì đây là 6 cái vấn đề môi trường đô thị vô cùng nan giải ở Việt Nam chúng ta. Và trong đó Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai cái điển hình đó thầy cô nha, hai cái điển hình và mức độ đó xu hướng là sẽ càng ngày càng nghiêm trọng hơn đấy ạ. Đây là cái bảng so sánh về tình hình phát sinh chất thải rắn ở Việt Nam giữa khu vực đô thị với nông thôn. Thì thầy cô thấy là tôi đầu giờ tôi có nói là khu vực đô thị hiện nay là chiếm khoảng hơn 35% dân số, còn nông thôn là khoảng hơn 60 gần 65% dân số. Nhưng thầy cô thấy là cái lượng phát sinh chất thải sinh hoạt trên một năm đó là đô thị nông thôn bằng nhau đúng không ạ, đều là 6 triệu 400 ngàn tấn trên một năm bằng nhau. Chất thải nguy hại từ công nghiệp thì đô thị là gấp khoảng độ bao nhiêu ạ, 40 lần so với nông thôn. Chất thải không nguy hại từ công nghiệp cũng gấp khoảng độ 2 lần, hơn 2 lần các thầy cô. Và tỷ lệ phát sinh chất thải trung bình theo đầu người đó, tính bằng kg trên người trên năm, thì đô thị là gấp khoảng gần 3 lần so với nông thôn. Và đây là cái biểu đồ nồng độ bụi trong không khí đường phố tại một số đô thị. Thì chúng ta thấy là tất cả các đô thị trong cái biểu đồ này đều có nồng độ bụi vượt ngưỡng tiêu chuẩn Việt Nam gấp từ 2 cho đến 3 lần. Đúng không ạ? Trong đó ở thành phố Hồ Chí Minh thì cô thấy là gấp khoảng gần 3 lần đấy ạ. Khoảng gần 3 lần so với tiêu chuẩn Việt Nam. Những cái đô thị khác cũng rất ô nhiễm, chẳng hạn như Hà Nội, Đà Nẵng, đó, Hải Phòng, rồi Biên Hòa. Rồi, đô thị hóa còn ảnh hưởng đến dân cư. Trong đó, đầu tiên là ảnh hưởng đến phân bố dân cư. Thì thầy cô thấy là hiện nay các cái dòng di cư từ nông thôn và các đô thị đó nó vẫn không ngừng tiếp tục làm thay đổi cơ cấu phân bố và mật độ dân số ở cả khu vực thành thị và nông thôn luôn. Đúng không ạ? Thầy cô đến các cái làng quê ở vùng nông thôn bây giờ chỉ có trẻ em và người già thôi.
trẻ em và người già đây. Thế còn đàn ông thì vào các đô thị để làm ăn, phụ nữ thì là cũng chạy chợ ở địa phương với các thầy cô hoặc là làm nông nghiệp đó. Thế còn trong làng ấy, là thường xuyên chỉ có người già và trẻ em thôi đó, hầu như rất rất ít gặp đàn ông. Thế còn ở vào các vùng Nam Bộ đó, xuống miền Tây chẳng hạn, thì hầu như là không thấy thanh niên, đúng không ạ? Hầu hết là người già và trẻ em thôi. Cha mẹ thì cũng hoặc là gửi con cái cho ông bà nội hoặc là gửi cho ông bà ngoại để sau đó lên thành phố để làm công nhân, rồi thỉnh thoảng gửi tiền về cho cha mẹ nuôi con cho mình. Thế còn các tỉnh miền Trung, miền Bắc ấy thì là cái người mà tham gia vào việc đi xa để làm ăn đa số là đàn ông nhé thầy cô. Thế thì cái cơ cấu dân số ở các cái vùng nông thôn đó là biến động rất là mạnh, và nông thôn biến động mạnh thì đô thị cũng sẽ biến động theo theo hướng ngược lại, rồi tạo ra cơ hội việc làm, nâng cao đời sống, trình độ lao động. Như vậy thầy cô thấy là những cái tác động và tích cực đó và tiêu cực nó cứ đan xen đúng không ạ? Chứ nó không hẳn là tích cực không và nó cũng không phải chỉ có tiêu cực không. Ở đây vấn đề là người ta cần phải quản lý đô thị và đô thị hóa như thế nào cho nó cân bằng giữa mức độ gia tăng dân số với cái sự phát triển kinh tế xã hội của các đô thị. Đó, thì khi ấy đó đô thị nó sẽ đô thị và đô thị hóa đó, nó sẽ tạo ra những cái tác động rất là tiêu cực, tích cực cho việc phát triển kinh tế xã hội. Thế còn nếu mà biết mất kiểm soát đó, thì những cái mặt trái của đô thị nó sẽ bộc lộ rất là rõ. Tác động kế tiếp đó là làm thay đổi văn hóa theo hướng là tiếp nhận văn hóa mới, thay đổi tập quán văn hóa nông thôn, rồi du nhập một số văn hóa xấu. Thế còn mức độ tiếp nhận của người dân như thế nào đó thì phụ thuộc hoàn toàn vào cái trình độ nhận thức, đúng không ạ? Cái trình độ văn hóa của từng đối tượng người dân. Rồi tác động nữa đó là đô thị hóa sẽ làm hạn chế gia tăng tự nhiên của dân số. Đó, thì cái này nó vừa tích cực vừa tiêu cực. Nhưng đối với Việt Nam ấy, thì một nước đông dân đó, thì đây chính là tác động tích cực phải không thưa thầy cô? Rồi một số các tồn tại và thách thức khác trong quá trình đô thị và đô thị hóa ở Việt Nam. Một đó là quá tải hạ tầng đô thị. Trong đó thì nhức nhối nhất chính là tình trạng quá tải hạ tầng giao thông, hạ tầng điện nước, hạ tầng viễn thông. Thứ hai là tình trạng thiếu nhà ở, đặc biệt là nhà ở cho các đối tượng người nghèo. Thứ ba là tình trạng các dự án phát triển nhà ở, phát triển đô thị chậm được đầu tư, dự án treo còn rất là phổ biến. Thứ năm là hạ tầng về y tế, giáo dục, văn hóa chưa phát triển ngang tầm với kinh tế, bộc lộ nhiều hạn chế và đang quá tải. Đó. Khi nó quá tải thì nó sẽ kéo theo những cái tình trạng tiêu cực các thầy cô ạ, ở các cái khu vực y tế và giáo dục văn hóa này. Và ngoài ra thì đô thị còn có nguy cơ làm thay đổi văn hóa theo hướng suy giảm các giá trị văn hóa truyền thống. Thì văn hóa truyền thống hay là văn hóa hiện đại nó đều có những cái hay cái dở đúng không ạ? Đều nó có những cái hay cái dở. Nhưng mà xu hướng chung đó là các văn hóa truyền thống đó là càng ngày càng bị phai nhạt dần đi, bị mai một dần, thậm chí có những cái văn hóa là biến mất luôn các thầy cô. Trong đó thì có cả những cái mặt tích cực nữa cũng bị biến mất đi. Rồi, vậy thì định hướng phát triển đô thị ở Việt Nam trong tương lai sẽ như thế nào? Đầu tiên đó là cần phải nâng cao chất lượng quy hoạch, chất lượng đô thị và quản lý phát triển đô thị cho nó chặt chẽ để năng lực kinh tế xã hội nó phù hợp với tốc độ gia tăng dân số. Thứ hai là thực hiện thành công mục tiêu cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị hiện hữu, bảo tồn di sản, khắc phục các điểm nghẽn trong phát triển. Thứ ba là tạo lập các cái nguồn lực mới cho đô thị phù hợp với quy định và tình hình mới. Thứ tư là thúc đẩy sự hình thành phát triển mới các cái mô hình đô thị bền vững, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn ở đô thị. Và thứ năm đó là nâng cao năng lực chống chịu, thích ứng với những rủi ro không báo trước. Gần đây nhất đó chính là cái dịch Covid đấy các thầy cô. Dịch Covid thì đây là những cái rủi ro không báo trước, đúng không ạ? Và thành phố của chúng ta thì cô thấy là có tới hơn 26.000 người là qua đời, và có những cái chết đó rất là đáng tiếc, là người ta còn chưa kịp được điều trị các thầy cô ạ, thì người ta đã qua đời rồi. Và có những người bị đưa vào trong những cái
những cái khu mà cách ly đấy các thầy cô, trong cái tình trạng là người ta chưa có bệnh, đúng không ạ, chưa có bệnh, nhưng mà sau đó khi mà vào đó thì là có những gia đình ấy là vào trong đó rồi là đi cả nhà luôn, đi cả nhà luôn. Thì đây là những cái cách phản ứng đó, mà chúng ta hoàn toàn bị động trước những cái rủi ro, không báo trước cho cái thiệt hại đấy các thầy cô, nó rất là khủng khiếp, đúng không ạ, thảm khốc luôn. Trong một khoảng thời gian ngắn mà cái số lượng người đó qua đời rất là đông. Rồi, xu hướng tiếp theo của Việt Nam chúng ta đó là trong tương lai gần thì chúng ta cũng sẽ phải xây dựng một là cái đô thị vệ tinh và sau đó là xây dựng đô thị thông minh các thầy cô nha. Mục tiêu đến năm 2030 đó là chúng ta phát triển mạnh các đô thị vệ tinh nhằm hạn chế xu hướng tập trung quá mức vào các đô thị lớn và khai thác tối đa lợi thế về vị trí địa lý, kinh tế, xã hội, văn hóa trong phát triển mạng lưới đô thị. Tức là đô thị bây giờ không tồn tại theo cái cách là đơn thư độc mã nữa, mà chúng ta cần phải phát triển các đô thị theo cái hướng là liên kết các thầy cô dọc các cái hành lang kinh tế hoặc các cái hành lang giao thông kết nối với nhau, đúng không ạ? Vừa là giảm áp lực cho đô thị trung tâm, vừa là tăng cơ hội, cũng như là tăng cái khả năng phát triển cho tất cả các đô thị trong mạng lưới luôn. Thứ ba đó là phát triển hệ thống đô thị bền vững, không khép kín theo ranh giới hành chính, gắn kết chặt chẽ với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng. Đó. Tức là ví dụ như là ở khu vực Nam Bộ chẳng hạn thì mỗi một đô thị đều nằm trong cái gọi là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đúng không ạ? Trong đó các cái đô thị, các cái tỉnh địa phương có cái mối liên kết liên vùng để cùng phát triển. Thứ tư đó là phát triển đô thị năng động và hiệu quả, trong đó thể hiện là các cái chuỗi đô thị đã hướng đến kết nối các đô thị, chuỗi đô thị với nhau, rồi xây dựng chuỗi đô thị thông minh tại một số địa phương, ứng dụng công nghệ từ quá trình hình thành, quản lý và vận hành đô thị, và cuối cùng đó là tăng cường kết nối giữa các đô thị theo hành lang kinh tế, khu kinh tế, vùng kinh tế trọng điểm, các khu kinh tế quốc gia chẳng hạn như là cửa khẩu ven biển, rồi liên kết các nước trong khu vực ASEAN, Trung Quốc, khu vực tiểu vùng sông Mekong mở rộng, vân vân. Tức là chúng ta sẽ xu hướng là phát triển đô thị theo hướng là liên kết ở các cái quy mô khác nhau, có thể là ở cấp vùng hoặc là cấp quốc gia hoặc là quốc tế. Thì đây chính là cái xu hướng, cái mục tiêu của Việt Nam chúng ta trong cái những cái thập niên sắp tới. Đó là phát triển đô thị vệ tinh. Xu hướng tiếp theo nữa đó là chúng ta sẽ từng bước xây dựng đô thị thông minh. Các thầy cô ha, đô thị thông minh. Để nhằm giải quyết cả hai vấn đề mà nãy giờ tôi đã trình bày. Một là để nâng cao chất lượng cuộc sống cho chính người dân đô thị. Và cái thứ hai đó là đảm bảo cái quá trình phát triển bền vững. Đúng không ạ? Quá trình bền vững. Trong đó giải quyết tất cả các cái mặt trái đó của đô thị do quá trình đô thị hóa mang lại. Và chúng ta xem đô thị thông minh chính là động lực của xã hội hiện tại. Thế thì thế giới người ta cũng đã xác định điều này rồi. Và đến năm 2050 thì thế giới có khoảng gần 70% dân số sống ở đô thị, đúng không ạ? Và đô thị thông minh chính là cái động lực để thúc đẩy kinh tế toàn cầu. Trong đó thì có 100 đô thị lớn nhất sẽ đóng góp 20% GDP toàn cầu luôn. Và một cái động lực nữa khiến người ta bằng mọi giá phải xây dựng đô thị thông minh đó là con người càng ngày càng tiêu thụ tài nguyên đó nhiều hơn, cũng như là các cái nhiên liệu thô đó cũng tiêu thụ nhiều hơn để phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế. Và khi tiêu thụ nhiên liệu năng lượng nhiều như thế này thì nó sẽ tạo ra các cái ô nhiễm không khí, nguồn nước, rồi ô nhiễm đất. Thì đây là những cái căn cứ, những cái động lực để thúc đẩy loài người nói chung và các nước nói riêng bằng mọi giá sẽ phải xây dựng đô thị thông minh. Thế thì ở Việt Nam chúng ta đó, đô thị thông minh tôi tin là chúng ta cũng sẽ thực hiện được bởi có cái sự giúp sức của các cái công nghệ thông minh hiện nay. Chẳng hạn chúng ta có công nghệ thông minh thể hiện nó là nền tảng Internet kết nối vạn vật 4.0.
rồi giao thông thông minh. Chẳng hạn chúng ta có hệ thống giám sát xe cộ và số lượng người tham gia giao thông, và tối ưu hóa hoặc chuyển hướng giao thông tùy theo các điều kiện. Thầy cô thấy bây giờ là chúng ta có cái phạt nguội đấy các thầy cô, đúng không ạ? Phạt nguội ở tất cả các cái tuyến giao thông chúng ta đều gắn các cái camera 360 độ để mà giám sát cái việc tham gia giao thông của người và phương tiện. Và cái việc mà thầy cô bị phạt đó, chúng ta cũng sẽ tâm phục khẩu phục, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta được giám sát một cách công khai, chứ không phải là do lực lượng cảnh sát giao thông người ta làm tiền hay cái gì đó tương tự, đúng không ạ? Thế thì cái việc mà giám sát thường xuyên này thì cũng sẽ làm nâng cao cái ý thức giao thông cho người dân, cũng giống như ở Singapore đó các thầy cô. Tất cả các cái khu vực công cộng hay là khu vực gia đình, người ta đều có gắn những cái camera đó để mà giám sát cái hành vi của người dân. Cho nên là cái ý thức của người dân đó, vì được giám sát cho nên là được nâng lên, và người ta thực hiện rất là thường xuyên các cái văn minh đô thị. Hay là năng lượng thông minh thì chúng ta đã có vườn trên mái hoặc là bên cạnh các cái tòa nhà để giúp cách nhiệt này, rồi tối ưu hóa việc điều hòa không khí, sử dụng năng lượng chiếu sáng thông gió, rồi lồng ghép quang điện và tua bin gió và thiết kế xây dựng. Những cái này chúng ta đều có rồi các thầy cô. Và chúng ta có y tế thông minh, chẳng hạn áp dụng công nghệ hiện đại như là bệnh án điện tử này, robot phẫu thuật này. Đó, thì bây giờ người ta đã có sự liên thông về thông tin rồi, về dữ liệu này giữa các bệnh viện, đúng không ạ? Để mà tiết kiệm chi phí cho bác sĩ, và tiết kiệm thời gian cho bác sĩ, cũng như tiết kiệm chi phí về viện phí đó, cho bệnh nhân. Đó, rồi chúng ta sẽ, sắp tới đây chúng ta sẽ có giáo dục thông minh. Đó là hình thành trường học phát triển trên nền tảng hệ thống số hóa, rồi giảng dạy tương tác, rồi quản lý học tập. Đó, thầy cô thấy là cái việc học tập bây giờ đó là học tập suốt đời, đúng không ạ? Tôi thấy các trường giờ đều đưa cái khẩu hiệu này lên trên cổng trường luôn, học tập suốt đời. Thế thì trong tương lai gần đó, thầy cô cũng sẽ phải tiếp tục cập nhật những cái kiến thức có liên quan đến giáo dục thông minh. Và lúc đấy chúng ta mới có cái gọi là giáo án điện tử với các thầy cô. Bây giờ nhiều thầy cô vẫn hay nhầm lẫn là cái bài giảng PowerPoint đó là giáo án điện tử. Thực ra cái đấy nó chỉ là cái phần mềm hỗ trợ cho thầy cô trong việc thầy cô soạn bài và trình chiếu những cái nội dung cần thiết lên trên màn hình thôi. Thay vì các thầy cô ghi bản, đúng không ạ? Thì cô trình chiếu lên đó. Nên chuyển từ đọc chép qua chiếu chép. Phải không ạ? Nhưng mà sau này thì sẽ không phải như vậy nữa. Bây giờ sau này chúng ta sẽ là thực sự là chúng ta có những cái kho dữ liệu dùng chung đấy các thầy cô. Và trong quá trình giảng dạy thì thường xuyên tương tác giữa người học với người dạy, người học với người học qua cái hệ thống kho dữ liệu. Cái đấy mới là giáo án điện tử đấy các thầy cô. Đó, rồi quản lý học tập dưới sự hỗ trợ của giáo dục thông minh. Ví dụ bây giờ chúng ta có học bạ điện tử này, đúng không ạ? Sổ liên lạc điện tử này, vân vân. Đấy là những cái tín hiệu đầu tiên, nhưng mà từ từ thì nó cũng sẽ phổ biến với thầy cô. Cho nên là tương lai gần thì thầy cô cũng sẽ phải học rất là nhiều nữa. Đó. Và cái gọi là phương pháp dạy học lớp học đảo ngược đó là sẽ càng ngày càng phổ biến. Đó, ví dụ thầy cô đang tập huấn cái module 4 và 5 đúng không ạ? Sắp tới đây thầy cô cũng sẽ phải học cái gọi là lớp học đảo ngược. Tức là thầy cô sẽ phải nghiên cứu tất cả những cái tài liệu học tập và các cái bài giảng ảo ở trên hệ thống của Viettel đó. Thầy cô phải đọc tuần tự tất cả các thứ. Rồi sau đó đấy là cái điều kiện để thầy cô được nộp bài tiểu luận lên trên hệ thống. Thế cái đấy chính là cái cách thiết kế gọi là lớp học đảo ngược đó thầy cô ạ. Đó thì từ từ thì chúng ta cũng sẽ áp dụng cái phương pháp rất mới học sinh chúng ta. Khi mà cái yếu tố thiết bị và phương tiện dạy học là đáp ứng, đúng không ạ? Chúng ta gọi là giáo dục thông minh. Rồi quản trị thông minh, chẳng hạn như giám sát và quản lý sử dụng công nghệ để phát triển và đối phó với những thay đổi. Thì đây là những cái sáng kiến mà sẽ hỗ trợ chúng ta rất đắc lực trong việc mà chúng ta sẽ xây dựng các cái đô thị thông minh ở trong tương lai các thầy cô nhé. Đó thì đây chính là cái xu hướng phát triển đô thị và quá trình đô thị hóa trong tương lai của Việt Nam, tức là xây dựng đô thị vệ tinh và xây dựng đô thị thông minh. Và đó là toàn bộ những cái nội dung có liên quan tới cái chủ đề chung, đó là đô thị lịch sử và hiện tại